À, xin chào tất cả các bạn hôm nay à, mình à, tiếp tục à, chia sẻ về cây đào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về à, bấm răm lần cuối này và có bón phân à, không này và à, làm à, nói qua về cách làm dễ và khoanh à, gốc Đấy. thì đầu tiên là mình cũng à, xin chia sẻ chút về cái, cái bấm răm này thì trước nói tiên nói về bấm răm thì trung bình cây đào một năm sẽ là được bấm răm được làm hai lần nhưng mà đối với những cây đào yếu và trung bình còn đối với những cây đào khỏe sẽ được bấm răm làm ba lần đấy thì lần đầu tiên sẽ vào đầu tháng tư vì vừa mới trồng lại sau tết đấy và vừa mới trồng lại sau tết thì bao giờ cây đào tầm à, viết cảnh xong cũng tầm đầu tháng tư bấm lần một này sang đến đầu tháng năm là bấm lần hai và có thể là đến cuối tháng sáu là bấm lần ba đấy chia ra ba lần còn muộn nhất là đến đầu tháng 7 là có nghĩa là hôm nay là mùng 4 rồi đấy, mùng 4 mùng 3 mùng 4 là tháng 7 âm lịch thì có nghĩa là muộn nhất là như hôm mùng 1 mùng 2 là bố mình đã bấm hết dặm cái loạt này rồi. Đấy. Thì được 4 4 ngày. Đấy thì đây là loạt cuối. Còn đối với nhiều bác cũng chỉ cây nó yếu mà dăm nó thưa, dăm nó kém ấy thì chỉ bấm được 2 lần thôi. Đấy còn về nhiều bác cũng hỏi là vào tầm này có cần phải bón phân nữa hay không? thì mình cũng xin chia sẻ luôn là đối với những cây mà các bác nhìn mà cứ tầm mà xanh như thế này hoặc là kém hơn một chút thì có thể là ngừng bón phân cũng được Đấy. còn đối với những một số cây mà nó hơi kém kém như một chút đây cây này nó hơi bị bệnh thì bệnh này mình cũng sẽ có clip rồi và có thể clip sau mình sẽ chia sẻ về lý do bệnh trên lá cây đào thì cơ bản là loạt này loạt cuối rồi mình cũng không quan tâm về cái lá này vì sắp tới tầm tháng 8 mình là một là đánh chặn hai là khoanh gốc thì các cái lá đến tầm tháng 11 mình tuốt thì cũng không quan tâm lắm đấy thì đối với là như các bác hỏi vừa rồi em đã trả lời qua là đến muộn nhất là đến đầu tháng 7 là bấm răm lần cuối thì đối với những cây tốt thì không cần phải cho ăn mà cây yếu thì cho ăn thêm một chút phân vào thì đối với khoanh gốc và đánh chặn dễ thì nó tùy theo vào địa phương có địa phương thì sẽ đánh đứt dễ đánh vùng anh bầu nhưng mà đối với khu vực em là sẽ khoanh gốc thì để khoanh gốc như thế nào thì tầm sang đến khoảng từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 8 đấy thì em sẽ có cờ nếp khoanh có nghĩa là hôm nay khoảng tầm là một tháng nữa một tháng nữa em sẽ có cờ nếp khoanh gốc cho các bác xem đấy. còn các bác mà có gì thắc mắc ấy các bác cứ bình luận bên dưới em sẽ trực tiếp trả lời Đấy, một số bác cũng hỏi là cách nha, trồng đào trên chậu chăm sóc thì thực tế ra là trên chậu dưới đất cơ bản như nhau quan trọng là các bác hỏi là về cái xì mủ xì mủ thì đối với về mùa mưa mùa mưa ấy, cây nó đưa lượng nước, nước lên nó dưỡng chất nó nhiều nó sẽ đẩy ra xì mủ còn các bác mà trồng trên chậu mà phủ được mặt chậu vào gọi là mình kiểm soát được cái lượng nước, nước tưới cho cây đào không để héo thì cái nước mà xì một tỷ lệ nó ra mù ở trên cây đào ấy nó rất là thấp luôn cơ bản là cái độ ẩm trong đất quá cao ví dụ đây mấy hôm nay ở khu vực em là mưa rất là nhiều luôn mưa rất là nhiều thì cái tỷ lệ xì mù là vẫn nó, nó, nó xảy ra nó sẽ có à, như đối với những cây đào xanh như này thì mình cũng không cần phải cho ăn phân nữa một số cây nó yếu nó kém thì mình cho ăn phân thôi Đấy. đây gốc cây đào thì cơ bản này các bác xem này cơ bản là bây giờ hiện tại bây giờ là cũng không có mủ đấy nhưng mà cũng có các cành các bác xem này đây cũng có một ít này đấy, không thể nào mà bảo là trồng đào mà không xì mủ được nhưng mà có cây xì rất là nặng nhưng đây những đây những cây này ấy, đều là những gốc đào rừng được ghép vào tháng 12 hoặc là tháng đầu tháng riêng đấy được ghép sớm thì nó sẽ tỷ lệ nó xì mủ nó sẽ là kém hơn đối với những gốc đào ta nhiều bác có những gốc đào ta mà cũng là to nhưng mà ra rất là nhiều mủ các bác cứ bảo là gốc của các bác ra mủ nhiều nhưng thực tế ra cái gốc đào ta nó sẽ bị xỉ mủ nhiều hơn đối với những gốc đào rừng đào rừng này là đều là gốc mua ở trên về Đấy. À, cảm ơn các bác đã theo dõi clip xin chào tất cả các bác